Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi phát sóng trực tiếp tại Nagami. Ngay cạnh tôi đây là một chị khách hàng quay trở lại Nagami sau khi thực hiện combo và thực hiện treo xa trễ, nâng ngực và tạo hình thành bụng. Để có hình ảnh so sánh rõ ràng hơn đó, trước khi làm và sau khi làm thì chúng ta cùng xem hình ảnh trước khi thẩm mỹ của chị nhé. Đây hình ảnh của chị trước khi thực hiện làm đẹp đó. Thì trước khi làm, vì do chị đã sinh ra em bé rồi nên là ngực của chị bị xa trễ khá nặng, ở mức độ độ số 2 và độ số 3. Thì mọi người có thể thấy là ngực của chị đang bị xa trễ không đều này. Bên tay phải của tôi đây thì bị xa trễ nặng hơn đó. Còn bên thì xa trễ với độ vừa phải, do chị bị teo tuyến hai bên trên bầu ngực này đó. Thế nên là bác sĩ sẽ tư vấn cho chị là chị sẽ treo xa trễ lại phần quần ngực để ngực của chị vào form đúng hơn. Sau đó thì sẽ đặt túi hai bên là túi ergonomic để cho là có vừa có độ tự nhiên vừa có độ căng tròn. Chị chọn size là 220 và một bên là size 275. Vì ngực của chị hai bên không đều thì sau khi mà nâng ngực thì nó sẽ có độ cân đều hai bên rõ ràng hơn. Ở phần bụng dưới do đã từng mang bầu và sinh bé rồi nên bụng của chị bị dạn khá là nhiều phần hai bên, nên mọi người thể thấy ạ. Đó, và phần mỡ ở bụng dưới này, phần mỡ ở hai bên hông của mình khá nhiều, và phần hai bên thắt lưng eo nữa. Đó, ngoài giày thì bác sĩ sẽ hút mỡ cho chị đều 2-4 phần ở đây. Đó, sau đó hút mỡ phần bụng dưới này và tạo hình lại thành cho chị một cái thành bụng, tạo hình thành bụng và khâu xếp cân cơ ở bên trong để đường eo được thon gọn hơn. Vì rốn của chị cũng khá đẹp rồi thì nên là bác sĩ đã không tạo rốn cho chị mà chỉ tạo rốn ở bên trong thôi. Và đây là hình ảnh của chị sau 4 tháng thực hiện. Mọi người thấy là chỉ có 4 tháng thôi mà ngực của chị rất là mềm rồi. Đây, tôi bóp là mọi người thấy rất là mềm, ngực rất là mềm, tự nhiên. Và mọi người thấy hai bên cân đều rồi, không có độ lật nữa. Hiện tại chị mặc cái áo này hoàn toàn là không có gọng hay mút gì cả, mà là vào form rất là đẹp luôn. Đó, hai ngực khít nhau này, cách nhau chỉ một đốt ngón tay thôi. Đó, và phần bụng này, eo của hai bên rất là đẹp này, có cả cơ nữa. Đó, cơ bụng rất là rõ ràng. Chị quay giúp em, quay nguyên nó, mọi người thấy cơ mỡ của hai bên này, đằng sau này, trước này cũng hoàn toàn đã không còn lớp mỡ thừa nữa. Và hoàn toàn không thấy dấu hiệu của phẫu thuật thẩm mỹ đâu, mà hoàn toàn tự nhiên đúng không ạ? Thì cho em hỏi một chút ấy, là trong quá trình mình làm và sau làm thì mình có cảm thấy đau đớn hay là khó chịu gì không chị? Không chị ạ, chị gọi là chịu đựng được ấy. Chịu đựng được đúng không ạ? Và kiểu cũng không cần phải kiêng khem quá nhiều đúng không chị? Đúng rồi ạ. Thì không biết là sau mình nhìn cái hình ảnh này thì mình và bạn bè hay người thân của mình thì có nhận xét gì về không ạ chị? Chị bảo là nếu như có cơ hội thì nên đi làm sớm hơn thôi ấy. Dạ, cũng không muốn nhìn lại hình ảnh cũ của mình nữa, nó ghê quá. Vâng, mình làm này mình rất ưng ý và hài lòng đúng không chị? Đúng rồi ạ. Thế là biết là mình biết qua Nagami là mình biết qua đâu chị nhỉ? Cũng tìm hiểu khá là nhiều nơi rồi, cuối cùng tìm hiểu Nagami khoảng được 4 tháng, cũng gọi là vào group xem các chị gọi kiểu feedback các kiểu ấy. Thì mới bắt đầu tin tưởng, thì bắt đầu mới quyết định làm ở đây. Chứ cũng từ đầu cũng định làm ở Thu Cúc hay là chỗ khác nhiều nữa, nhưng mà nghĩ là bên này có vẻ như kiểu làm đẹp hơn nên quyết định chọn bên này. Vâng, thì em cảm ơn em. Mình cũng bây giờ mình nhận được kết quả này rất là ưng ý luôn đúng không chị? Vâng. Thì cũng thế là sau đây 4 tháng là mình cũng tiết kiệm đi làm mũi luôn đúng không chị? Đúng rồi ạ. Dạ, vâng. Thì em tính là bác sĩ sẽ đo vẽ cho mình và làm mũi để mình có chiếc mũi đẹp và ưng ý như là mình mong muốn chị nhé. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì đây là những chia sẻ của chị khách hàng sau 4 tháng thực hiện công mô làm đẹp Nagami. Thì chị khách nào mà cũng muốn có một sở hữu một thân hình đồng hồ cát đẹp như vậy thì có thể inbox trực tiếp hoặc gọi đến số hotline là 090-218-1111 để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp. Buổi phát sóng của Nagami đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người buổi phát sóng tiếp theo.